有啲嘢。Yeah!
Hey, cross it over now. Kết quả trận đấu, vận động viên Nguyễn Tôn vô cánh với đồng đội Hòa Thành và Đức Thành thắng tỷ số 3-1. Chào Khánh, chào. Trận thi đấu tiếp theo, mời trọng tài Lâm Văn Trung, Trần Văn Định, Phạm Quốc Công, Đỗ Trí Hường, Phạm Văn Đức. Nam dừng công mạnh với đơn vị Châu Thành nói rõ, Văn Thành Viên với đơn vị Tân Châu nói rõ. Hiệp thứ nhất. Hiệp thứ nhất. Nhận 3 điểm như thế sao rồi đó. Đánh chưa? Anh
sợ đó, thấy liền nghe. Thứ ba. Đuổi. Đồng lại thêm một cái nhận. 1 2 3 4 5 6 7 8 Đồng lại thêm một cái nhận. Đúng rồi.
chiến đấu chúng ta. Kết quả trận đấu, vận động viên Văn Thành Vinh của đội tuyển Tân Châu mang áo xanh thắng được với 3-0. Trần Minh Phát của đội tuyển Tân Châu mang áo xanh. Vận động viên áo đỏ là vận động viên Nguyễn Dũng Minh của đội tuyển Nam Định. Vận động viên áo xanh là vận động viên Trần của đội tuyển Tân Châu. Tiền vệ thành công 48. Từ từ thôi, đặt mặt ra. Ông mời ra đi. Từ từ, từ từ xem.
Đánh nữa. Lúc này nó phải.
là thi đấu thứ ba. Thi đấu thứ nhất. Đấu. Quay qua, quay.
lại. Đúng rồi, di chuyển té phải thoải mái ra dùng chiến. Đúng rồi, di chuyển thoải mái ra áp sát. Di chuyển thoải mái vô. Cái tay sau á, đấm sau vô. Một qua tay phải lên. Một qua, di chuyển qua. Di chuyển, đúng rồi. Qua tay phải lên. Di chuyển trái bút, qua trái. Đúng rồi. Chú là thanh niên viên đỏ. Phúc ơi, càng dừng ra lên phải liền Phúc. Đâu? Phúc ơi, di chuyển một cái Phúc. Phúc. Phúc ơi, từ đầu đuôi di chuyển. Di chuyển qua trái nè. Đúng rồi đó. Thank you.
trận thi đấu tiếp theo, trọng tài Võ Như Hồ Cẩm tới quyết định Phạm Văn Đức, Đỗ Minh Sơn, Lâm Văn Trung. Còn 250. Tại vì có phim nó hai ba lần, bộ phim của không có ba lần. Vận viên người gốc Sài Gòn đỏ là vận viên Đặng Nam Hải của đơn vị Hòa Thành. Vận viên người gốc Sài Gòn xanh là vận viên Trần Thành Công của đơn vị thị xã. Hạn cao 50. Đúng rồi.
từ từ chậm chậm từ từ vô đó kẹt luôn chậm từ từ vô từ từ đó đúng rồi luôn đó là không ra từ từ ra đúng rồi đừng đi đó đúng rồi đó nhấp chậm vô đúng rồi giật ra ra lên giò nè. Phải, chắc chắn nè, buông tay nó phải ai ơi. Chắc chắn buông tay nó phải nè, ổng rồi nè. Thở máy ra. Thở máy ra ơi. Quay cận không có lấy được cái đầu. Nhấp lại nè, nhấp lại bên đây nè, nhấp bên đây nè. Quay cận không có lấy được cái đầu, nó dính sát người nó lên chân. Đúng rồi, từ từ vô. Từ từ đó nhấp bên đây nè nhấp qua đây cái đó phải dừng ra từ từ em như vậy đó từ từ vô như vậy chậm mở máy vô xét vô luôn thẳng vô xong vô đúng rồi nhắn á từ thấy vậy hay ơi chậm thôi như vậy đó mở máy vô luôn từ vô đúng rồi đó mẹ ơi, bên trái. Giờ nhắc nè, nhắc quanh kia đi ngược lại nè. Úi, nhắc, nhắc quanh kia, đúng rồi. Ép lại. Đúng rồi. Ngân. Từ từ nghe ơi. Úi, vậy. Sâu vô, hãy đánh sâu vô. Sâu vô. Nhắc nè. Sâu vô. Chẳng đắm sâu vô, sâu luôn. Sâu. Hưng. Đắm sâu vô. Đánh lên. Không. Đấy. Đúng rồi. Tiếp luôn. Từ từ. Chậm lên từ từ vô. Vô luôn. Nhấp. Nhấp cho đạp đi. Tiếp. Chân trái. Từ này nhấp. Vô em, đánh vô, đánh vô. Đánh vô. Đúng rồi đó. Nhấn nè. Tiếp. Đấy. Vô liền nè. Nè. Đúng. Đúng rồi đó. Nhấn nè. Đúng rồi. Nè. Áp xe vô liền nè. Lỏng nè. Lỏng. Nhấp cho nó đánh nè. Vô. Qua đây nè. Đấy. Chân phải lên. Chân phải. Đúng rồi. Tất cả chân đấu chúng ta. Khỏe trận đấu, vận viên Đặng Nam Hải của đơn vị Gò Thành nói bỏ thắng tỷ số 3-0.